Kinh siêu thị Xóm Tám chào cô chú anh chị. Hôm nay Kinh giới thiệu miếng nền Hòa Guộn ở Mông Thọ A, Châu Thành, Kiên Giang. Hướng này thì ra đường Xuyên Á, từ đây ra tới đó khoảng 2 cây sáu. Còn hướng này thì về Tân Hiệp. Tiếp theo thì mình xem cái hình ảnh tổng thể của miếng nền. Thì có mặt tiền lộ đan là 32 mét, dài 96, nở hậu. Cái này thì mình mua làm nhà vườn hoặc là mở vật liệu xây dựng hoặc là thuốc bảo vệ thực vật thì cũng ok. Còn đây là hình ảnh thực tế. Hiện tại thì nền đã cao bằng lộ, còn về cái phần mà nền á thì là lắp bằng đất luôn. Nên khi mình ở mình trồng cây rồi thoải mái. Nói chung thì lắp bằng đất nó sẽ ngon hơn bằng lắp cát. Ở phía sau thì còn khoảng là 6 công rưỡi ruộng. Trên nền hiện tại thì có căn nhà cũ. Còn cái về phần bán thì bán cái giá trị đất. Do chủ thì cũng gấp bán ha. Cái diện tích gần 10.000 mét vuông này mà giá là chỉ có 3 tỷ 2 giá chốt luôn ha. Đây là căn nhà. Thì cái này là do chủ ở nước ngoài thì cũng lớn tuổi đi lại khó khăn nên muốn bán lúc mình còn đi lại được á, thì bán cho rồi. Hiện tại thì cái đường này là bán 1 mét ngang là nó khoảng 100 tới 120 tùy theo cái mặt bằng với diện tích thổ cư bao nhiêu á. Còn khi mình mua cái này không 32 mét mặt tiền là nó đã 3 tỷ 2 rồi. Thì mình lời được khoảng thêm 6 công rưỡi ruộng, hơn 6 công. Còn giá trị ruộng ở đây thì một công tầm 200. Tại vì ở đây là mặt tiền kinh đồng dông, 200, 200 rưỡi. Thì cô chú anh chị nào mua là trước mắt là lời mấy trăm triệu rồi đó. Đặc biệt thì khu vực này yên tĩnh với an ninh rất là tốt, với tình trạng mà karaoke thì cũng không có ha, tại vì dân ở đây chủ yếu đi làm. Ở đây thì mình làm vật liệu xây dựng hoặc là mình mở tiệm thuốc bảo vệ thực vật á, tại vì ở đây là tiếp giáp là 4 5 cánh đồng rất là rộng. Với lại giá này thì rất là rẻ ha. Cô chú anh chị mua cái nền 32 mét mặt tiền không thì nó đã 3 tỷ 2 rồi. Nền thì có 400 thổ cư, 290 đất vườn, còn lại là đất lúa. Rồi cô chú anh chị nào có nhu cầu á, thì liên hệ kênh. Ngoài ra thì kênh còn rất nhiều nhà, ruộng, nền ở khu vực Châu Thành, Gạch Sỏi, Gạch Giá. Thì cô chú anh chị nào muốn nhờ kênh thì cứ liên hệ. Rồi khi mà cô chú anh chị liên hệ thì cứ yên tâm, tại vì kênh là quay là quảng cáo dùm nên giá là giá gốc của chủ luôn. Không có kê giá, tại vì khi mà mình làm bên mảng YouTube này thì mình phải giữ cái uy tín. Rồi ngoài ra thì bên kênh có một số anh dư ít vốn á, thì cô chú anh chị nào trong quá trình làm ăn mà có kẹt vốn á, mà có sổ hồng, sổ đỏ hoặc là ô tô, xe cuốc, xe cẩu, xe ben gì cũng được ha. Thì bên kênh có hỗ trợ phần đó luôn, lãi suất rất là thấp. Thì có gì thì mình trao đổi trực tiếp nó dễ hơn ha. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem video.